Tôi mới về cái Fortuner 7 chỗ anh chị, máy xăng số tự động một cầu đời 2013 mà xe cũng khá là rin nha anh chị. Rất là rin, quá đẹp luôn anh chị ơi. Màu xám lông chuột 2013. Để anh chị là 420 nha. 420 triệu. Xe này sơn rin còn nhiều. Mí cản đâu còn hết nè anh chị. Mí cản còn hết nè. Sơn rin còn nhiều lắm. Nè mí cản còn này thấy không? Sơn rin xe này tâm đánh giá là còn khoảng được 70-80%. Nghe nghe. Anh chụp anh gửi cho em ấy, em đang làm video, chụp gửi vô Zalo cho em ấy, số này nè. Xíu điện lại cho, xíu điện lại cho. Xíu điện lại cho. Đèn đuốc nè anh chị. Mới tin nè, rất là mới nha, mica đèn nè, 2013, động cơ là 2.7 máy xăng, mức tiêu hao nhiên liệu của em nói thì xe này hơn 10 lít nha chị, theo tâm đánh giá là khoảng 10, 11, 12, tùy theo người chạy, nếu mà chạy dở nhất là khoảng 13 lít, tại vì nó một cầu nữa, nó cũng ít hao xăng, xe đẹp, sơn rin thì còn khoảng 80% trở lên. Mình thùng rất là mới và đẹp thẳng băng luôn chị. Bản V. V hồi xưa xe này mua 1 tỷ mấy nha anh chị. 1 tỷ mấy. Giờ tâm bán là 420 triệu. Mí cản đâu còn hết nha anh chị. Vỏ cũng còn theo xe luôn. Ơ đô chạy thì chưa tới 100.000. Vỏ theo xe nè anh chị. Vỏ theo xe còn được đâu hai cái hay gì á. Chị thấy không? 2014 nè. Đó vỏ theo xe ha. Đó còn dày lắm anh chị. Đẹp quá trời đẹp luôn anh chị ơi. 2013. Động cơ là 2.7 máy xăng, số tự động, một cầu. Xe còn đẹp và không lỗi lầm nha. Vỏ lốp còn mới, đăng kiểm thì còn tới tháng 7 2024. Fortuner, một cái thương hiệu của Toyota, rất là được sự tín nhiệm của khách hàng, bền bỉ. Kiểu dáng thì nó không có lỗi thời, không có lỗi mod nha anh chị. Nội thất thì ghế lái chỉnh điện. Những cái gì mà chưa được hoàn hảo thì bên Tâm sẽ xử lý luôn cho nhà mình ha. Ghế này là ghế da theo xe nha. Chất ghế còn đẹp lắm anh chị. Chất ghế, chất da còn đẹp. Trần nỉ nguyên rin 420 triệu. Hộp số tự động một cầu. Xe đẹp. Được lên màn hình Android rồi. Cam hành trình đầy đủ. Đồ chơi sẵn sàng. Qua lăng cần số đẹp. Mấy cái bạc phím bấm này còn đẹp lắm nè anh chị nè. 420 có ngay con xe đẹp, gặp gương nè. Alo ạ. Anh nói luôn đi. Chưa, em đang làm, em mới vừa vô, mới làm à, chắc sắp xong rồi. City màu xanh là biển số 60 anh ơi. Dạ. Đúng rồi. Tí nữa em gửi cho, 5 phút nữa em gửi cho. Xe mới lắm anh chị. Cái chất da này là riêng theo xe hết nha. Da ghế này là theo xe nè, còn đẹp, còn khá đẹp luôn á, chứ không phải là vừa đó.
Mica đèn nó sáng trưng anh chị thấy không? Xe này là biển số 93 Bình Phước nha. À, Tâm đang đứng ủy quyền, ký giấy rút hồ sơ là rất là đơn giản nha anh chị. Bánh dự phòng nè, còn mới tinh luôn. Gầm bể xuất sắc. Đẹp lắm. Đẹp, ưng ý, chuẩn mực. Không lỗi lầm. Lót sàn trải thảm. Đồ nghề con đội đầy đủ. Nếu mà ai thích đi dòng này bền chắc nhẹ, bao nhẹ luôn, cái máy chạy nhẹ hêu luôn anh chị. Cái máy chạy nhẹ như ý luôn á. Máy chạy nhẹ đã lắm. Mà giá thành á thì nó loanh quanh 420 thôi. Thì anh chị nghĩ coi có hợp lý hay không? Quá hợp lý ha. Với cái chất xe này và kiểu dáng này thì anh chị tìm đâu mà ra, thật sự luôn. 2014 chứ không phải 2013, để Tâm coi cái tem sườn coi. 2014 xin lỗi nha, 2014 anh chị. Sản xuất 2014. Nghe nè. Nghe nghe. Người mua hả? À, bia. Chưa điện hả? Bán về Long An mà. Cái đó anh phải coi là trong cái giấy bán. Để coi coi bữa ông Trung gửi số điện thoại coi còn không. Bữa ông Cường nó có chụp cái giấy hợp đồng mua bán nó gửi lên mà. Để anh lục coi. Ký tên vào bạn vậy coi có mấy hợp đồng ở đâu anh mới điện được chứ. Để chút anh coi coi. Xe đẹp lắm anh chị, xe này Tâm thấy nó đều xe lắm, từ đầu tới đuôi luôn, không có chỗ nào chê, nó hài lòng, nó vừa ý.